là bên trên cửa khẩu hữu nghị nha các bạn nhé. Dịch cúm corona tại là trên cửa khẩu rất là vắng, không bóng dáng người luôn. Ngày bình thường thì những đoạn đường này rất là đông xe vào bến bãi và xuất sang đi sang Trung Quốc. Đây, phía trước mặt các bạn là cửa khẩu Tê Hữu Nghị, đó là nhà liên hợp, nơi hải quan, biên phòng và các ban ngành làm việc. Đây, hàng hóa ủ nứ ở đây rất là nhiều xe. Đây là những hàng hoa quả ở trong miền Nam họ kéo lên và xuất sang Trung Quốc. Phía hiện tại phía bên Trung Quốc và Việt Nam thì có mở cửa để thông quan một số xe hàng nhưng số lượng rất là nhỏ. Cái tài xế trên này thì ăn uống tại xe, ngủ tại xe rất bất tiện các bạn ạ.